Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với Autobuy, kênh thông tin thị trường ô tô xe máy hàng đầu Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy đăng ký subscribe kênh Autobuy để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, Peugeot 5008 là SUV 7 chỗ thế hệ mới từ châu Âu sẽ đến tay khách hàng Việt Nam với giá dưới 1,5 tỷ đồng từ giữa tháng 12 tới. Là một trong những model xe áp dụng triết lý thiết kế mới New Eye Cockpit, 5008 là mẫu xe thành công của Peugeot trong việc chinh phục khách hàng phân khúc SUV, đặc biệt tại thị trường châu Âu. Tại Việt Nam, phân khúc SUV 7 chỗ châu Âu vẫn còn là một thị trường đầy tiềm năng. Đa số các mẫu xe châu Âu trong phân khúc này như Audi Q7, Range Rover Discovery, Mercedes LGS đều có tầm giá trên 3 tỷ đồng, khá cao so với nhu cầu của đa số khách hàng. Việc đưa mẫu 5008 về thị trường Việt Nam cùng với việc định giá tạm tính ở mức dưới 1,5 tỷ đồng thể hiện khá rõ tham vọng của Peugeot trong việc chinh phục thị trường xe SUV 7 chỗ châu Âu tại thị trường Việt Nam. Với mức giá này, dự kiến Peugeot 5008 sẽ chinh phục thành công đa số khách hàng có nhu cầu xe SUV 7 chỗ cao cấp đang lựa chọn xe ở tầm giá từ 1 đến 1,5 tỷ. Tại thị trường châu Âu, Peugeot 5008 trang bị động cơ 1.6 lít turbo, số tự động 6 cấp, chức năng Gate Control cho phép tùy chỉnh chế độ vận hành trên đường cao tốc, đường phủ tuyết, cát, sỏi đá, giúp xe vận hành tương tự xe dẫn động hai cầu. Ngoại thất xe thiết kế theo ngôn ngữ New Eye Cockpit hiện đại, hệ thống đèn trước lẫn đèn sau full LED, điều chỉnh góc tự động, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, nội thất xe thiết kế mô phỏng khoang lái máy bay với hàng loạt các trang bị đậm tính công nghệ số như màn hình hiển thị trên bảng tablo 100% digital, màn hình điều khiển trung tâm cảm ứng 8 inch, cần số điện tử, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Falco 10 loa, hệ thống điều hòa tự động lọc mùi, tạp chất, đèn nội thất điều chỉnh theo chế độ lái, gạt mưa tự động, ghế chỉnh điện kèm chức năng sưởi và massage đa điểm, cảm biến mở cốp tự động. Thưa quý vị và các bạn, các trang bị an toàn gồm hệ thống ABS, phân bổ lực thắng điện tử EBFD, phanh khẩn cấp EBA, cân bằng ESP, chống trượt ESR, sau túi khí, hệ thống ga tự động và giới hạn tốc độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi 180%, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống nhận diện và cảnh báo biển báo giới hạn tốc độ, khóa ISOFIX cho ghế trẻ em. Cấu hình xe Peugeot 5008 thế hệ mới tại Việt Nam chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo các thông tin từ showroom cho thấy các tính năng trang bị không khác nhiều so với các phiên bản châu Âu. Hiện các showroom Peugeot đang bắt đầu nhận giao dịch với 4 màu cơ bản là trắng, đen, xám và xanh ngọc. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký subscribe kênh Autobuy để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam cũng như ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.